Mận Hà Nội đậu mùa 100 ngàn một ký, chọn cái này ăn mới xứng đáng đồng tiền. Thấy miếng chanh không? Miếng chanh thôi là ướt nước miếng. Ừ, mọi người phải chấm nước chứ. Nữa. Bữa giờ đối diện Vincom Xuân Khánh có cái chú chuyển chiêu gì đó bán cái bánh bò nghe nói ngon quá trời, mà canh 3 giờ ra chú mới có bán. Mình ra tới 3 giờ 20 phút, nhìn ngó qua chú đang lao cái mâm là hết trơn rồi đó mọi người. Một ổ bánh bò chào bá mà chú bán 20 phút hết trơn. Hết hả chú? Ngày mai mấy giờ chú mới ra? Đúng 3 giờ. Thôi để bữa sau canh canh đi sớm hơn, lấy cái cớ để mua bánh bò mà về không có là biết cái cảnh cho bà sen đá. Cũng phải kiếm cái gì mua đem về mới được. Cái này 8 chục đây nhiêu chị? 100. Em nửa ký này đi. Mận Hà Nội đầu mùa bây giờ có rồi nè. Cái trái mà nhỏ hơn ngón chân cái thì 80, còn bằng ngón chân cái thì 100 nè. Là hôm 4 ngày trước là cái này 100. Ừ. Còn cái này thì nghỉ đâu mấy ngày được, nay nó sụt lại tại bán này. Cái này là mấy ngày trước cũng là 140 luôn. 140 đó. Trời ơi. Ừ, nó bự này 140 nè. Mận ở miền Bắc cho miền Nam đầu mùa bán 80-90% ký. Còn quả mận ở miền Nam ra ngoài bán được giá đó không ta? Miền Bắc kêu bằng quả roi đó. Tính mua nửa ký cho đỡ tiền. Thấy ít quá thôi mua 1 ký về mận này cho sen đá ăn luôn. Đây là tất cả các nguyên liệu để mình làm cái món mận trộn. Bữa nay với cái công thức này thì mọi người sẽ ăn một cái mận Hà Nội với một cách khác. Mọi người phải lưu cái công thức này lại. Cho vô 3 muỗng canh đường, hạt niêm hảo hảo niêm cho vô một bịch, tiếp nữa là một chén giấm, tầm 4 muỗng canh á. Rồi ớt bằm mình cho vô một muỗng canh luôn. Xát cái củ hành tím cho vô, không thể thiếu đó là ngò gai rồi ớt sừng. Cắt lát thì mấy miếng chanh bỏ vô. Ai ăn cay hơn thì cho ớt bột lại tương ớt vô nó là xong rồi đó. Cái mùi chanh với mùi gia vị nó hát lên chảy nước miếng. Rồi, bây giờ mọi người trộn đều để đó. Để mình ăn thử cái trái mận đầu mùa coi nó như thế nào nha mọi người. Ớt chua à. Ê chua. Thôi thua. Bây giờ mình lấy cái mận này mình đập ra giống tôi vậy. Đừng có gọt vỏ nha. Gọt vỏ nó sẽ không có còn độ giòn nữa. Đập mận xong thì mình cho cái hỗn hợp hồi nãy vô nữa là xong rồi đó. Nói thiệt chứ ai ăn sau cái món mận trộn kiểu này ha. Bây giờ cho mận Hà Nội mặn Bắc nó mắc cỡ nào cũng phải mua làm ăn đó. Nó dính vô tới nách. Mọi người ăn cùng chung mà sen đá nha. Cuối cùng thì cũng có mận cho sen đá ăn rồi mọi người. Nói chung là giá cả thì hơi mắc nhưng mà ăn đầu mùa thì phải chịu. Mận bình thường thì mình chỉ lắc dưới muối ớt hay là mình lắc dưới muối tôm mình ăn thôi. Nhưng bữa nay mình có cái công thức sốt kiểu này. Tôi nói nãy tôi ăn thử một cái là chỉ xích thà thôi. Nói chuyện là cái họng một đống nước miếng ở đâu mọi người. Cái mùi thơm. Nó thơm cái mùi mọi người ơi không có diễn tả đâu được. Cái này nè. Ôi ôi. Quất. Xem. Mời mọi người ăn nha. Cũng thơm. Chỉ mặn đầu mùa nó hơi chua. Ui. Cái nước sốt nó ngọt ngọt cay cay. Nó có thơm của rau này nọ mọi người. Ăn rất là dính luôn. Mọi người phải chấm nước cho nè. Hương vị cuộc đời là ở đây chứ không đâu. Nhưng mà mọi người nên là bỏ đầy đủ rau nè. Nó sẽ rất là đủ mùi vị luôn mọi người. Khỏi còn vỏ nghe mọi người. Sốt xong cái vỏ nó không có còn chát nữa. Người gọt vỏ của trái mận này thì sẽ bớt giòn đi. Mà cô bán mận hồi nãy nói là 4 ngày trước là giá của nó là 140, nhưng bữa nay nó rẻ rồi đó, là còn 100 ngàn. Người gán nếu mà mua người sợ mắc á thì người đợi tầm khoảng, cô nói là người đợi tầm khoảng 2 tháng đến 3 tháng nữa thì tầm khoảng 45-50 ngàn ký. Ừ. Nhưng mà cái loại bận này cũng phải rồi. Đúng rồi. Cá bự chà bá lắm mà thơm lắm. Giòn thơm. Hương vị giống như ngày nào mà ngon quá. Ăn thử đi, ngon ngay à. Trời ơi, cái chanh nó trộn với nước sốt này cũng ngon mọi người ơi. Ướt nước miếng luôn. Mà cay quá. Lần đầu tiên mình làm nước sốt này mình không nghĩ nó ngon cỡ đó luôn á. Mà chấm cái này nè nó dính bắt. Đúng. Rồi sẽ đã ăn quá trời. Ăn hồi lên xe nè. Hai đứa mình chuẩn bị đi Sài Gòn rồi. Nhưng mà giờ này tầm khoảng 9-10 giờ rồi. Ngồi lên xe chắc chú Tháo gượt quá. Rồi thôi mình ăn nha. Bye bye mọi người nha.